beaches, south beaches, surfboard and high tide. I can just roll up, cause I'm swole up. So that birthday cake get the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography's over. Got the key to my city, it's over. No thoughts, only in the color Cobra. I said records, wretches, hold up. I said records, wretches, hold up. I know you came here to see. If you afraid, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now press it open, let me see you get loose. It's going down for real. Làm gì đó? Phải đặt số điện rồi đó hả? Ba em đậm chó luôn á. Mọi người ơi, mùi mềm tờ ơi. Sao nhở? À, trời ơi! Trời ơi! Má ơi gì vậy? Má ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Nè, mày ăn táo này đi. Mày ăn được giờ không? Thôi, được rồi. Mày đi cái đầu xe rồi. Chúng ta thả họ là cái xe điện thoại như tụi mày. Đó là người dân đặc công của tụi mày. Mày rồi. Em ở đây nhảy thế nào? Em ai không nhảy vậy? Đó là nói gì mày? Nó nói là gì ba? Thầy biết. Mày hiểu nè, này nó gật thấy gật lia nè. Không, tưởng ông đọc bùa đọc chú gì tôi đọc cho ông sợ á, chứ ai biết nói gì đâu. Không mà tao thấy cái nét Mỹ thiệt mày ơi. Mỹ hả? Mặc dù không hiểu gì hết. Mỹ hả? Ừ. Phim Mỹ hả? Mỹ thôi quá, thấy thằng này tao nghĩ chắc là nó bị câm mà đang cố học nói gì đó. Không phải đâu. Câm cũng phải câm mà bên Mỹ người ta cũng không có như vậy nữa. Thôi kệ nó đi, ăn đi. Ăn đi. Mày đi cái đầu xe vậy? Chúng ta thảo rồi, đặt xe đi coi như thế. Ê, nó nghe nè. Mày có thể nói lớn ra cho tụi tao nghe được không? Biết tiếng Việt không? Biết tiếng Việt không? Biết nữa nè. Được không? À, có nói được tiếng Việt không? Được. Trời ơi. Từ nãy giờ mày làm cái gì vậy? Tao đã hiểu lầm mày ba sếp. Turn down for what? Đọc đi. Rồi sẽ biết tao cần gì. Gì vậy chị? Gì căng chị? Cái gì căng quá vậy? Cái gì vậy chị? Nó muốn cái gì vậy? Cái gì vậy? Giấy mời phụ huynh. Ê. Nó làm với tao má nó vậy tụi bay. Nó kêu tao đi họp phụ huynh cho nó làm chi vậy? Ủa sao cái thằng này đi học xong mà để mời phụ huynh nó bị cái lỗi gì vậy chị? Nhiều chuyện quá. Trời, giống em hồi đó quá. Trời ơi, chắc giờ mày lớn lắm rồi hồi đó mà bây giờ. Rồi sao? Rồi cuối cùng chị đi họp phụ huynh cho nó không? Mày điên hả mày?
tự kêu tôi đi họp phụ huynh cho nó. Cho tao có giấy họp phụ huynh đây. Mày điên à? Mày sao mày lấy của tao? Trả nó đi. Khỏi trả, giữ luôn đi. Nè, má. Nè, nghe nói tụi bay là dân chơi ở đây đúng không? Dân đồ xe chính hiệu đúng không? Xe tụi bay chứ gì? Im đi, đừng có giả bộ, ngây thơ hả? Tụi bay phá cái khu này chứ gì? Không, mấy nghĩ tụi bay qua tao mà. Im đi, đừng nói nữa. Xe của tụi bay gì? Cỡ này thì thôi chứ mấy. Cỡ này thôi chứ mấy, đúng không? Mà đúng không? Mày im đi, đúng không? Tao hỏi mày đúng không? Mày đúng không? Ờ, cỡ này. Mày im đi, ô mày đừng nói, mày im đi. Mày đúng không? Im hết đi, im hết đi. Ờ, đúng không? Gì cũng đúng hết hả? Ok, đúng chứ gì? Vậy thì bây giờ coi đây. Đây mới là giấy chính thức. Đọc đi, rồi sẽ biết tao muốn gì. Ê, sao không chịu chụp nữa? Gió bà quá chụp không được mày. Ê, rồi mày đưa cái giấy khám sức khỏe tao chi vậy? Khoan, bị lát đồng tiền nữa hả? Bỏ luôn đi. Tao cần một cuộc đua. Đây là số điện thoại của tao. Liên lạc với tao nha. Nhớ. Ủa, đây là số điện thoại nó hả? Khoan đã. Tôi nghĩ đây không phải là số điện thoại mà là cái điện thoại của nó. Ồ. Ê, theo tao nghĩ cái điện thoại nó nằm ở đây thì sao liên lạc với nó? Ha. Ê, thằng quỷ tào lao vậy? Yên tâm đi, bình tĩnh đi, thế nào nó cũng quay lại à. Em có cách, bán điện thoại lấy tiền ăn đi. Cũng được. Thôi vậy đi. Rồi gửi sim nha. Nhanh. Tại sao lấy cái điện thoại của tao? Hả? Mày làm cái gì vậy? Trả lại cho tao. Trả nó đi. Tháo cái sim ra. Trả cái điện thoại thôi. Tặng mày cái sim. Ê, mày tặng nó cái sim rồi sao gọi được cho mày? Tao có thể mua một cái sim mới để gọi vào cái sim cũ của tao. Như vậy là tụi mày đã có số điện thoại của tao rồi, đúng không? Trời ơi, nó đầu tư vậy luôn cơ mày. Động não đi. Ê, nói nghe nè. Thí dụ như nãy giờ mày muốn cái gì mày nói mẹ nó là xong rồi. Chứ mắc mớ gì mày cứ đem cái này tới lui. Mày chạy 80 vòng chi vậy hả? Xem mày hết mình chưa? Ok. Chị trả cái điện thoại đây. Có trả sim không? Trả luôn đi. Trả nó luôn đi mày. Ê, rồi sao không biết mày liên lạc tụi tao? Không cần liên lạc nữa. Tao cần một cuộc đua. Ngày mai 12 giờ trưa, một bãi đất trống cách đây 12 mét. Nhớ nha, từng đứa tới đua với tao. Tao nói với nó đủ rồi nha. Đừng để tao trở lại một lần nữa nha. Tao hết máu rồi. Hả? Miệng hôi sữa mẹ. Rồi đậu xe hả? Miệng hôi máu quá. Con quỷ cái ăn hủ tiếu nó linh ghê. Hết đừng rồi. Đừng cười nữa. Tao sẽ đẩy bộ. Không gặp không về. Trời ơi, nó tạo nét với tao hả tụi bay? Mày nó lạ thiệt. Cách đây 12 mét là góc này hả? Đây nè. Ngay chỗ này luôn. Ở thằng này nãy cho tao giờ nó bị điên hay sao mày? Tụi bị đặt nó diễn diễn thấy cái nét có nét nét Mỹ rồi đó. Ê khoan nha. Từ nãy giờ nó nói chuyện với mình, nó có biết là mấy chiếc xe này không phải của tụi mình không ta? Nó có cho ai nói đâu. Vậy là nó chưa biết luôn hả? Nó khẳng định là mấy xe này của mình luôn mà. Vậy mà nó dám rủ mình đua xe, đậu xe rồi. Giờ sao chơi không? Chơi hết sổ luôn. Chơi hết gà luôn. 1, 2, 3. Tập trung. Xuống hộp à. Tao điều tra rồi. Cái thằng mà thách đấu tụi mình á, nó chuyên phá làng phá xóm, không lo học hành gì hết, mà đua xe lúc nào cũng thắng. Bây giờ nó muốn hạ luôn tụi mình, tụi bay tính sao? Chơi hết ga hết số với nó luôn. Phi. Dạ. Sao? Yên tâm.
Yên tâm, về phần kỹ thuật thì đừng có lo vậy. Em vừa tìm một số thông tin rồi, bây giờ chỉ cần đụng chuyện là mới biết thôi. Yên tâm, cứ giao cho em. Đức, nãy giờ sao không nói gì vậy? Chú nói dành nói hết rồi, còn gì để nói nữa. Bây giờ vậy, tao nói là một lần cuối cùng, nghe. Lại đây. Lần sau á, tụi bay nói tụi bay chừa cho ông Đức nói với nha. Ham thoại quá vậy. Rồi nói đi Đức. Tao cho nói đó. Thật sự đó là như vậy. Nếu mà mình muốn độ xe để đua với thằng đó thì những cái ở đây rất là tầm thường, mình phải tận dụng những cái gì có sẵn. Mình về mình phải về mình lấy của nhà mình đi. Chẳng hạn như là bạn sẽ lấy xe của ba bạn, mình sẽ lấy xe của ba mình, bạn cũng lấy xe của ba bạn, chị cũng lấy xe của ba chị. Rốt cuộc là mình gom lại với nhau, mình thiết kế, mình độ làm sao để cho những cái xe đó nó trở thành những cái xe huyền thoại. Rồi, chị biết tại sao tụi em không để cho nó nói chứ? Tao xin lỗi tụi bay. Đức, bắt đầu từ giây phút này trở đi, mày nín luôn đi. Sao khác quá vậy trời? Tới chưa? 113 nghe đây. Dạ em xin lỗi. Dạ. Ê, gọi lộn số. Dạ em xin lỗi em. Dạ. Để chú mấy em làm việc vui vẻ. Dạ. Tụi bay tới chưa? Đang kiếm đường mày. Đua xe mà lạc đường chừng nào mới tới? Tới rồi nè mày. Xe mày đây đó hả? Xàm xí đu. Tụi bay khi dễ tao hả? Ba má tao làm gì sai tụi bay? Đua xe mà. Cái gì vậy? Xích lô, cái viên chiên, hủ tiếu gõ, đua cái gì? Ê, đừng coi thường tụi tao nha. Tụi tao dân chơi nha. Ủa mày đổ cái gì? Hả? Mày đổ từ xích lô lên thành xích đu hả? Mày lên giới thiệu liền. Xe này của ba tao. Ba mày con nít hả? Ba tao chạy xích lô đàng hoàng. Wow. Ba tao chạy xe lớn bị cạn gió, cho nên tao tháo bung ra tao đổ lên thành xe nhỏ, bớt cản lại nước nó mượt hơn, mày hiểu không? Ồ, như vậy mày cũng có thể nghĩ ra được đó. Chứ sao mày? Wow, chính ra vậy là mày đua xong là ba mày thất nghiệp luôn á. Ừ ha, đúng rồi. Mày quá có hiếu. Tao không nghĩ tới chuyện đó luôn mày. Lần sau nghĩ xa xa xíu mày. Lui lại đi, còn thằng nhà bác học kia. Trời ơi, mày đừng có giỡn mặt chiếc xe độ của tao nha mày. Nha mày. Mày độ cái gì? Mày giỡn hả mày? Lết bánh luôn nè mày. Bể chén luôn rồi đua cái gì? Mày đừng có giỡn. Xe tao là chạy bằng động cơ hơi nước. Xe mui trần. Đồ ăn thức uống đầy đủ trên xe luôn. Mày đi picnic hả? Trời ơi, xe tao đầu tư vậy, muốn gì nữa? Tao độ lên tới vậy rồi muốn gì nữa? Mày làm cái gì vậy? Tao nẹt bô á. Wow. Hay. Ê, mày lùi lại đi. Người ta nói chuyện với dế mèn rồi đó. Mày ở dế mèn. Mày hết chuyện mày đua bằng xe. Cái viên chiên hả? Xe đổ mà. Mày đổ cái gì? Trời. Giỡn. Nè. Xe đổ nha. Mày đổ cái gì? Đổ vàng gầm. Vàng gầm rất là cứng chắc. Nó lên một cái trụ để bắt cái bếp ga thẳng vô đây nè. Cái nồi nó phích vô nè. Bây giờ đẩy nhanh cỡ nào con chào dầu. Bảo đảm. Người ta chạy bằng 4 thì tôi chạy bằng 4 viên. Xe tôi tự đảo. Tôi chỉ cần bỏ cá, tôi đậy lại, tôi chạy nó đảo là nó tự đảo cái viên luôn nè. Chừng nào nó vàng là tôi đổi lưới mới nè. Nè, tôi kết hợp nè. Xe độ đàng hoàng. Ô, đó là xe độ, đúng rồi. Xe mày là xe 100 độ đó. 100 độ là đồ ăn chín hết luôn đó, đúng rồi. Xe mày xe độ đó. Còn hay quá ha.
Ô giờ tôi biết luôn á, vậy là xe tôi là xe 100 độ nè. Đúng rồi. Đúng rồi, xe tôi là xe 100 độ nè. Rồi nín đi. Nè bạn. Im đi đừng nói nữa. Đi bơi hả? Ăn bằng kiểu kỳ vậy? Ủa, tôi xe cũng thể thao mà bạn. Mình bận đồ thể thao thôi, muốn gì nữa. Ồ, đây phải là đồ thể thao. Đây là bộ đồ giải lao. Vì bộ đồ là muốn xỉu rồi. Mà không có tiền mua nổi cái quần. Phải cắt miếng giải bố của cái xe xích lô của thằng này máng lên đúng không? Cái gì? Nè, xin ra coi. Tông xịp tông luôn. Ở đâu ra vậy? Trời đất ơi, vậy mà thằng quỷ nó nói này độc nhất vô nhị mới đau chứ. Ồ. Đâu ra mà giống. Ê nó nghe nè, giờ bỏ cái chuyện trang phục qua bên đi. Rồi đua bằng cái gì? Đây là trận chiến của tôi và bạn. Ok. Mấy đứa này là đàn em. Uh-huh. Đi theo phục vụ đồ ăn thức uống rồi cho khán giả thôi nha. Đua bằng cái gì? Đùi hả? Không thấy xe tôi. Ê tôi không có thời gian, tôi giỡn với bạn nha. Không giỡn. Xe đâu? Xe tôi nè. Okay. Xe tôi nè. Xe tôi nè. Xe tôi nè. Xe đâu? Đi bảo bạn đi. Tua xe mà nó mất xe luôn. Ôi ăn cắp xe chị ấy nè. Thức ơi. Ăn cắp hồi nào? Đây là, đi vô đổ xăng. Đưa tiền xăng xong bỏ đi luôn. Không lấy xe. Tôi dắt xe tôi kêu quá trời luôn à. Ồ, hèn gì. Hồi nãy giờ đi bộ tới đây thấy nó mệt mệt mà thấy thiếu thiếu nữa. Thích mồ có cần xin lỗi anh không? À, xin lỗi anh nha, em xin lỗi anh. Buông ra đi. Em xin lỗi anh. Mấy người dắt ra hết đi. Rồi, xin lỗi. Giận đừng nóng, giận mới mất khôn anh. Bây giờ tôi dắt xe tới nè. Tôi làm sao? Đi về đi. Dạ, cảm ơn anh. Lẹ nha. Đi cho người ta đua. 6 cây lên, 6 cây về, 12 cây. Bây giờ nói cho một tiếng nó quất 15 cây vô mặt nha. Cảm ơn nha anh trai. Anh chịu khó thiệt ha. Biết ông chạy ở đây cây xăng không biết có ai chơm không nữa trời. Mày giết tao đi. Sao vậy? Sao sao? Mày đua bằng cái này nữa hả? Cái gì? Mày kêu cái này là xe hả? Ừ. Rồi mày lái thì sao? Chà, không thấy hả? Vậy nè. Mày nhớ lăn nách cho kỹ trước khi lái. Trời, nó sỉ nhục tao kìa tụi bay. Nó nói đúng rồi. Bỏ đi. Đúng gì? Giờ sao? Đúng sao? Gió chết luôn. Đúng. Ok. Bạn thích thì mình chiều. Ừ. Bạn khiều thì mình chích. Lên xe. Ok. Đi. Ôi tụi mày làm siết hả? Cái gì vậy? Ủa lên xe tụi bay, tụi bay đua với tao mà. Ok. Đi hả? Ủa nói rõ ai biết. Tao đua xe, tao không phải là đoàn xiếc thành phố. Biết rồi. Tao không thể tin nổi. Biết rồi. Lên xe. Ê nhạc bu tới chừng nào tụi bay? Hả? Ấy đua làm sao? Ôi đứng ngó tới chừng nào? Ờ quên, nước nào lên nói thể lệ đi coi tụi bay. Ai lên nói thể lệ, biết đi. Mày á, mày nắm thể lệ á. Mày á. Ờ tao hả? Ừ. Ê khoan. Ê tao thấy tụi bay là dân chơi mà tụi bay phá làng phá xóm dữ lắm mà. Sao tụi bay cù bắp dữ vậy? Gì dân chơi gì phá làng phá xóm? Đâu phá làng phá xóm gì đâu mày. Tụi bay đừng có xạo. Những chuyện xấu tụi bay làm tụi bay đừng có chối ha. Nè, bé quần hường. Gì? Em chích điện người ta đúng không? Tào lâu. Chết hồi nào? Mấy cái này phải cẩn thận nghe chưa? Không biết làm gì nhờ người ta làm. Mày mốt sửa điện là phải kêu tôi. Mẹ. Mày có hiếu ta. Chắc nó nhớ mẹ nó lắm. Thôi về thăm mẹ nó đi. Đi. Lâu quá không nghe thăm bác gái. Hả? Ờ. Đi mày. Không phải. Nó. Kè. Không. Rồi. Không. Ok. Còn thằng người nó mất. Mày đó, mày giật vé số của người ta đúng chưa? Giật hồi nào? Giật số đi. Ai giật vé số mày hồi nào mày? Lần sau 3 giờ rưỡi. Nhớ trả số được ôm nhiều nha mày. Nín đi. Khóc hoài. Cầm nó mày. Mày
Trời, mẹ có hiếu quá ta. Tôi nhớ mẹ nó nữa rồi. Ê, đi thăm mẹ nó đi. Đi mày. Ủa sao mặt mày kỳ kỳ vậy? Mặt giống hửi chúng gì á. Biết sáo coi nghe được không? Ê, tôi bị kể công hả? Kể công gì? Ok, ok. Có gì hiểu lầm đi, ok. Nhưng mà đua là phải đua. Ok. Chơi đúng không? Ok. Mày lên nói luật cái mày. Luật lệ nó như thế này. Đoạn đường từ đây lên ngay cua quẹo đó khoảng cách là 200m, tương đương với lại là 2000cm, và tương đương với lại là 200m. Ta không cần học vật lý, vô thẳng vấn đề đi. À, vô thẳng mà, được rồi. À, từ đây, đoạn đường đây đó là 200m, có một cua quẹo. À, tới đó có một người trong ban tổ chức của tôi cầm cây cờ. Bạn chạy tới đó, hai người chạy tới đó, người nào chạy nhanh tới giật cây cờ, đem về đây, cầm cây cờ là chiến thắng. Phức tạp quá, có thể nói lại một lần nữa không? Là bây giờ vậy nè, là từ đây chạy lên tới đó đó, có người ban tổ chức sắp xếp sẵn rồi, cầm cái cờ đó chạy, nào chạy nhanh, hai đứa nào chạy nhanh lên giật cái cờ đem đây, cầm cờ là thắng. Nói nhanh quá cũng chưa hiểu, đó là lần nữa đi. Bây giờ chạy lên đó đó, có người cầm cái cờ, giật cái cờ đem đây là thắng. Cố gắng nói thêm lần nữa đi. Cái cờ thắng. Ồ, hiểu rồi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Trời ơi, từ nãy giờ thiệt luôn á. Đưa, bây giờ đưa sao chuẩn bị chưa? Đưa. Để mày. Đây mày. Thôi đừng nói nhiều nữa. Tất cả lên xe. Ok. Bên kia. À. Ê tụi bay, lộn xe cơ giới rồi. Trời ơi, trời tao mất mặt gì tụi bay quá. Trời ơi, bây giờ xe đứa nào đứa đó không biết luôn. Chạy đua cái gì trời ơi, giết tao đi. Rồi, đúng rồi đó. Quên, tao làm trọng tài. Trời ơi. Để tao vẽ cái mức. Đó, được rồi đó. Cái đường công giống nó ha. Đồ máy. Bây giờ tôi đếm là chạy nha. 1 2. Có, 2. Đứa nào kêu chè của hai hả? Ăn chè hả tụi con? Trời. Gì vậy má? Trời, người ta đang đua xe. Người ta đếm 1, đếm 2 chứ không ai kêu hề đó. Người ta đếm là đếm 1 nè, 2 nè, chừng nào người ta đếm 3 thì xe nó sẽ... Bà hai bán chè là thằng nó đua xe nha hả? Đúng rồi. Ủa chết cha, sao tao còn ở đây vậy? Ê, đợi máy tụi bay. Chết rồi, bây giờ tao còn ở đây và tao thua rồi tụi bay. Tự bình tĩnh đi, bình tĩnh. Khỏi đua. Chờ nha, thắng rồi. Ủa, ở đâu hả? Tôi in hai lá lận. Đưa một lá cho bà nó, một lá này mình giữ, mình khỏi đua nhưng mình thắng rồi. Mình đang tổ chức mà. Thằng quỷ đó, nó chạy lên chợ, nó gặp ba nó cầm cờ, bạch đầu nó chắc quýnh nó chết luôn. Trời ơi, vậy là mình thắng rồi, khỏi lần nữa. Ê, nó kìa. Thằng trời đánh, bỏ nhà đi bụi, phá làng phá xóm, không lo học hành. Mày chết mày nè, lần này tao về tao bán xe, cho mày đi xe đạp luôn. Về tụi bay, thắng rồi. Đi, tao bán xe cho chị. Ê, tụi bay. Hả? Đây, bỏ đây hả? Quên. Trời đất ơi. Đu về mấy đứa. Ê, mày. Trang xin chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày quay cuối cùng những cái tiểu phẩm hài của Thu Trang. Trong cái phim ngắn lần này thì Trấn Thành đóng vai một tay đua rất kiệt xuất, khiêu chiến là nhóm của Trang. Lần này thì rất là hài lòng về Trấn Thành, tại vì diễn rất là điện ảnh, diễn rất là nhẹ nhàng, ngồi trên xe rất là ngầu. Mỗi lần mà Trấn Thành xuất hiện thì nhóm của Trang nè, Hoàng Phi, anh Đức với lại Hứa Minh Đạt đều rất là dạng như là bị xì á. Mỗi lần xuất hiện cái là máu nó nhiễu rồi, cười đã cười rồi. Giao vai cho tất cả các bạn như Thành, Đạt, Phi rồi Hứa Minh Đạt đồ rất là yên tâm, tại vì đây là một ekip mà đã hợp tác với nhau rất là nhiều lần, miếng mảng đồ ra rất là an tâm, chắc chắn. Nói chung là nó có sự feel ở trong đó. Hy vọng là cái clip này ra thì tất cả mọi người hãy share nhiều thiệt nhiều và ủng hộ Thu Trang với lại tất cả những diễn viên trong clip. Xin cảm ơn.